Cô hay cái sự việc em đêm xảy ra việc gì đó là cô hay nào? Sao biết đâu? Ý là ai cho cô hay á, ai cho cô hay là em đêm ra đi gì đó bị chặt chân. Bà ở gần đó, ở gần đó đó ha. Ở gần đó. Nó thấy đêm đó. Đi lên xe đó. Đi chạy. Cô hết rồi. Còn cô thương nha. Ôi thương Liêm nhiều không? Thương lắm hả? Liêm có qua nhà thăm mẹ có mua đồ ăn này cho mẹ không? Mua. Mua hả? Cho tiền mua. Cho tiền mua luôn hả? Cho tiền mua ha. Cho mẹ mua đồ ăn cho mẹ dọn nha. Cô khóc rồi, cô chú chị. Mới mốt là cô phải nuôi thêm một đứa cháu ngoại đó đó. Giờ không có Liêm nữa. Cô sẽ người gánh nặng nữa đó nghe. Cô gắng lên nha. Cô khóc rồi. Đó, bây giờ cô phải nuôi thêm được cháu ngoại đó rồi đó. Chào mừng cô chú chị trở lại kênh YouTube Minh Tơ TV. Là lúc đầu tiên Minh Tơ gửi lời chúc cô chú chị khán giả xem kênh ngày mới ăn lành hạnh phúc. Hiện tại Minh Tơ đã có mặt tại nhà của em Liêm. Thì ngày hôm qua thì em Liêm đã đi bẻ trái bần cho vợ ăn, lúc đó vợ mới mang thai mới 2 tháng tuổi rồi, không may em đã rớt xuống rồi em đã ra đi. Thì mình tôi có mặt tại đây để ghi hình chia sẻ lại cho cô chú chị. Ủa con là sao ấy? Dạ con là em út. Em út của Liêm vậy là nhà mấy anh chị em? Dạ, bốn hả? Hai trai hai gái. Có học lớp mấy rồi? Không nghỉ học rồi. Học lớp mấy nghỉ? Mầm non nghỉ à? Thì con đâu biết chữ hả? Thì con biết đọc chữ không? Biết hả? Chút chút hả? Bây giờ đọc được cái bản hết này không? Được hả? Rồi ở nhà nghỉ học rồi đi làm gì? Có nhà không hả? Đâu anh ba hả? Anh Tư hả? Có đi. Tư làm gì? Lần tháng được nhiêu tiền không? 4,5 triệu hả? Rồi con ở chung với con ở Sài Gòn hả? Rồi ơi. Con đi làm lâu chưa? Rồi con về hồi nào? Con về nhà hồi nào? Con về chơi 10 ngày. Con về mà cỡ tuần rồi cái mới biết tin anh bị vậy. Thì lúc đó con ở đây đang ở nhà luôn hả? Dạ con về mẹ chơi 10 ngày về ở bên mẹ. Ở bên mẹ. Rồi hay anh gì đó chạy về đây hả? Dạ. Rồi mẹ ở đâu? Mẹ ở Bình Dương, con ở Sài Gòn mà con được nghỉ 10 ngày con về chơi với mẹ. Ừ. Đang ở trên Bình Dương đang ở nhà vậy mà người nhà điện lên báo anh con bị. Thì con về Sóc Trăng hồi nào? Về Sóc Trăng hồi tối. Hồi tối mấy giờ tới đây? Dạ, cỡ 1 giờ, 1 rưỡi. Rồi anh nó chắc tầm đó. Rồi anh ba, là anh mất là anh ba con hả? Dạ. Là đêm hôm về là kịp để thấy mặt. Kịp tưởng niệm anh ba không? Thấy có hả? Ừ. Rồi anh ba có thường gọi cho con không? Dạ, ít khi gọi nhưng mà nhắn tin. Nhắn tin hả? Dạ, ít khi gặp mặt nhau. Rồi con lúc đó ở nhà điện lên là con đang làm ở bên nhà mẹ chơi phải không? Dạ, bên mẹ chơi. Thì con với mẹ con là nghe tin là chạy xuống này, về luôn hả? Đi làm. Hả? Con đi làm, con với em con với bà ngoại ở nhà. Mẹ con đi làm, rồi chị hai điện lên báo là anh bị vậy. Chọn á, chọn á. Con chạy về đúng không hả? Con chạy đi công ty kêu mẹ về, nó xong. Mẹ xỉu rồi chiều đặt xe về. Lúc đó mẹ xỉu luôn hả? Xỉu luôn trời. Ừ, cái cảm giác con lúc đó con như thế nào? Con nghe anh hai con vậy? Anh ba con á? Sốc, con không tin. Con không tin luôn hả? Con thấy chị hai chụp hình rồi. Trời ơi. Chị hai chụp hình gửi cho con coi hả? Mới tin nè. Là lúc chị hai chụp hình rồi là con mới là tin đúng không? Tin là sự thật là vậy đúng không? Em ơi chú bị bệnh.
con mấy con là con ở gần ở đây luôn hả gì, ở shop luôn hả gì, con lại leo phụ hả gì, phụ gì. Đây rồi ít gặp anh ba lắm hả con á? Đó con ở Sài Gòn, anh con ở Sài Gòn. Con ở quận Bình Tân, anh con ở Hóc Môn. Anh con làm ở đó, lâu lâu có gặp nhau. Lâu lâu mẹ có lên với con qua lại đó gặp nhau được xíu là về. Em ruột của Liêm. Thứ ba hai Úc. Ồ, hai đứa Úc hả? Con là rồi. Liêm, thứ ba là con nè. Rồi mình rồi bây giờ đây là Úc à, đây là Úc này các chị. Rồi à, anh ba mất rồi, bây giờ ai thì ở với ba đây? Ba ở một mình. Ở một mình hả? Anh ở với vợ. Thì bây giờ hai tụi con đi làm hết rồi mẹ ba. Em con ở nhà với mẹ, ở nhà làm việc nhà. Ừ. Con thì đi làm. Thì ba bây giờ là ở một mình rồi đó. Đi làm có gửi tiền cho ba không? Ừ, sao vậy? Sao không gửi? Không dư tiền hả? Con làm đó, tháng là gửi tiền về cho mẹ. À. Chung là ba mẹ ra không, cha mẹ không ở chung hay sao? Dạ. Ừ. Con làm yêu ở cha mẹ con hết. Còn anh Liêm thì lo cho ba. Rồi chừng nào con đi làm tiếp? Rồi chú cảm ơn con nha. Rồi sáng giờ có thỉnh sư tụng kinh chưa? Tụng buổi sáng à? Theo bên ta nhìn thấy cô chú anh chị, tại cháu Liêm thì cũng còn quá trẻ, rồi ban ngày nói chung là không có thấy khách đi cúng luôn cô chú anh chị. Không biết con đêm như thế nào mình cũng không biết, chứ ban ngày là mình ta thấy không có khách luôn rồi nè. Ở đây thì người dân tộc Khmer rất là nhiều, một số bé là không nói chuyện được tiếng tiếng Việt luôn cô chú anh chị, nói tiếng Khmer không à. Thì khu vực này đa số là người dân tộc. Thì áo quan này thì cũng được từ thiện tay cho đó. Chào. Thì cháu năm nay mới 20 tuổi cô chú anh chị. Thì buổi sáng mình ta cũng có chia sẻ video của cháu. Thì cháu ở với vợ thì là không có cưới hỏi nha, tại vì hai bên ai cũng đều nghèo hết, thì hai đứa thì chung sống với nhau. Thì bây giờ có bầu được 2 tháng rồi, bây giờ mà cho Liêm bỏ đi rồi, bây giờ bỏ vợ rất là trẻ luôn, nói chung là vợ thì còn quá trẻ, nói chung không có năng nổ, không có lanh lợi á, theo bên tôi nhìn thấy. Thì cũng sống thì cũng nhờ cháu Liêm, nói chung là người không sức đi làm để giúp cho gia đình á, nuôi vợ nuôi cha, thấy rất là tội nha chú chị. Ta cũng ghi hình vô nhà sau để cho cô chú chị xem. Quá người ta để bên cửa sổ nhà, nhưng mà lớn là người ta để ngay cửa cái rồi nhà. Ừ. Để ở ngoài. Đây là nhà của bà ngoại nè. Đây bà ngoại còn không chị? Bà ngoại của Liêm á. Bà ngoại của Liêm còn, mẹ của em. À vậy là chị là mẹ của Liêm. Dạ. Thì nó mẹ ở gần đây không? Dạ mẹ ở đây nè, rồi bán đây mẹ. Không là chị là mẹ của Liêm hả? Là chị làm ở đâu mấy bữa? Ồ, vậy là làm ở Bình Dương. Dạ, làm công ty Bình Dương. À, rồi không có ở quê phải không? Mới về luôn hả? Dạ, mới về hôm tới nhà gần 2 giờ rồi. Dạ. Dạ. Lúc đó là chị đang làm hay sao? Dạ, đang làm á, rồi nghe tin dưới quê điện đi á. Dạ. Mới hay là nói là Liêm bị té cây chết rồi. Dạ. Lúc đó nó là leo cây dừa mà giờ nó là nó đi hái dừa xong rồi nó mới leo cây bẻ bằng bẻ gì đó. Không có biết gì. Nghe mà... nói gì thôi, chỉ có mẹ cái thai vợ nó đây biết. Dạ. Họ ngành như thế nào.
thường xuyên là công việc là đi bẫy dừa mà không bị tai nạn, mà cây dừa mà lại cái bị nạn là dưới cây bần. Không biết bơi hả? Dạ 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 được, thì em sáng em cũng hỏi rồi, tại vì em muốn gặp chị đó. Dạ, bất ngờ vậy em không còn tinh thần gì. Rồi chị đi làm ở Bình Dương lâu chưa? Dạ đi cũng 7 năm mà. Rồi có về thường không? Dạ lâu lâu về lần à. Rồi bỏ ở nhà thấy buồn quá vậy? Dạ không, tại quen hoàn cảnh mình phải bắt buộc thôi. Thấy ông ở cũng một mình thấy cũng tội quá. Dạ. Bởi vậy cho ông Liêm ở đây với cha đó. Lo với cha, với qua lại với ngoại, ngoại ở mình, với còn gì Út á, thì có bên chồng. Ở riêng chồng á, lâu về thăm ngoại. Rồi bây giờ phải phân công về một người ở với chú, chứ để chú ở mình thấy tội quá. Để coi sắp xếp công việc. Thấy nhà mấy con có ghi hình đó, thấy nhà mục nát hết rồi. Dạ nha, mục hết rồi, tại hồi lúc em cất nhà là em cất xong rồi. Em cất xong rồi em mới đi. Dạ. Giờ gả con gái xong rồi em đi lên làm á, bây giờ để giao nhà cho ổng con trai ở mở sao cái nhà ta bị ta cắt điện luôn. Rồi nhà mục hết trơn luôn. Con thấy sao là mục hết toàn hết rồi, cái cửa không ra sao không có được, không ra được, nó nứt, nó sửa sàn rớt gạch đó. Nó nứt hết trơn luôn. Không có điện có gì hết đâu. Dạ. Rồi à, vì mình không có tiền để đóng hay sao? Thì chắc ổng ở nhà vậy rồi. Em cũng hơi buồn trong lòng, nói chung là gia đình nghe không chị gia đình gì rồi, nhưng mà nghe chú kể thì đã lúc Liêm còn sống mà cũng nhờ bà con hàng xóm cho gạo này chưa ăn, rồi thấy hồi nãy bà bảnh thấy quá sốt rồi, sau này không biết là sao. Thì Liêm mất á rồi cũng có bà con lớn xóm nè đem gạo xuống cho xỉu à, không cho xỉu đâu. Có gì tới á, thành ra cho con gái làm đám cho em trước, thì rồi con gái với con dâu ở đây thì biết chuyện ngõ ngành. Còn em này không biết gì hết á. Nhất là con mình té cây chết rồi, không còn sức lực gì. Nghe nói vừa hay tin là lúc đó chị thì vẫn còn mần hả? Dạ em đã về nhà xỉu ở trong công ty hai ba lần rồi, mà mấy chị em á đưa ra cổng rồi còn kêu taxi cho về tới phòng luôn. Yeah. Mới em đặt xe về mà xe nó không có chạy rồi đó, tới 5 giờ chiều nó mới chạy. Mình về tới nhà là gần 2 giờ. Đi qua chị về tới nhà tấn liệm với Liêm chưa? Dạ chưa. Chưa hả, cũng kịp ha. Mới để đợi em lại. Dạ. 4 giờ sáng mới liệm. À cũng kịp ha. Dạ, nếu mà liệm sớm á thì em với mẹ với hai em đó nữa. Dạ. Phải chờ hai em đó nữa. Dạ. Dạ anh tội quá rồi. Dạ. Chị cũng kịp mà nhìn con lần cuối ha. Dạ. Dạ. Thấy em qua đây sáng giờ thì cũng thấy ít có khách lắm, không biết ban đêm này có khách nhiều hay không mình không biết. Sáng giờ thấy khách ít quá. Sáng người ta cũng mất đi làm. Dạ. 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 Chiều người ta mới qua đông ra mình cũng phải làm đồ ăn để tối này đãi khách. Dạ. À. Hồi nãy tụi em lại thì em muốn chia sẻ bên gia đình đó, thì cũng gặp chú rồi gặp đứa thứ hai của chị, tụi em cũng gửi tiền cúng dường bên chơi gia đình rồi. Dạ, dạ. Dạ. Bây giờ em cũng rất là cảm ơn gửi lời anh chị gần xa với dạ. mấy anh lại giúp đỡ gia đình em dạ. trong cái hoàn cảnh nỗi buồn có xảy dạ. ra nỗi buồn như vậy. Dạ, dạ. Cũng, mấy anh em cũng xin chia buồn cùng gia đình nha chị. Dạ. Dạ. Dạ dạ chị làm chuyện đi ha. Rồi cảm ơn chị đã chia sẻ. Dạ 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 thầy dạ, 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 coi rồi. Dạ. Dạ. Con của em hả? Con của em hả? Con gái. Dạ đi con. Đây là cháu. Cháu còn của chị hai. Là con không gần tuổi phải không? Thì cái vô clip trước anh em có chia sẻ lên đó thì em nói thì nói là 18 tuổi nhưng mà ghi hình cái cáo phó của đứa chị
thì em Liêm sinh 2004 thì 20 tuổi rồi. Có nhiều khi cô chú chị bình luận nói, ở sao báo khó như vậy rồi vợ nó như vậy, thì thật sự nói vợ của em Liêm thì rất là hiền, rất là khờ nói chuyện. Nói chung em tiếng Việt nữa. Em Phương này còn khờ lắm cô chú anh chị. Bình thường là hai vợ chồng nói chuyện xưng mày tao vậy hả? À có nghĩa là xong kia bằng anh không quen nha, nó gặp mà có bầu 2 tháng rồi gặp mới gặp gì nữa, kêu bằng anh đi thôi, giờ kêu bằng chồng đi thử ơi. Chồng ơi em thương chồng. Ông Liêm á, nghe nói Liêm là kêu vợ bằng cục vàng không ha? Liêm là kêu em bằng cục vàng hả? Thôi bây giờ sẵn đây nè, sẵn đây em thử em kêu thử coi. Sẵn đây em thử em nói chồng ơi em thương chồng coi, nói thử coi. Gì cũng được không? Tại vì bình thường là hai đứa nó còn giỡn hớt này kia đó, nên là kêu mày tao có diễn ra chuyện bình thường. Nên bây giờ là mới kêu một tiếng chồng nhưng mà chồng không nghe được rồi. Bây giờ dù em kêu chồng ơi như thế nào chồng em cũng không có nghe được. Thì nói chung thì mấy anh em cũng gửi lời chia buồn cùng đến đây với em nha. Thì cũng gắng lên đó. Cố gắng lên để mà mình cũng như là còn đứa con, cố gắng để mà giữ gìn sức khỏe đó. Giống như là cái món quà mà chồng em để lại cho em đó, là giờ là còn đứa con 2 tháng đó. Cố gắng mình giữ gìn sức khỏe để mà mau chóng để mà sinh em bé ra. Thì mong là cô chú anh chị mà có xem qua cái video này thì bé Phương này thì rất là khờ cô chú anh chị. Nó khờ dữ lắm. Em biết ở đây là thuộc xã nào, huyện nào không? Không biết luôn hả? Rất là khờ luôn. Giờ thì con về ở bên chồng bao nhiêu tháng rồi? Mới à. Mới là mấy tháng? Mấy tháng vậy? 4 tháng mà có bầu 2 tháng rồi. À, đó mẹ của bé Phương này. Mẹ bé Phương ha. Mẹ ruột hả? Mẹ ruột của bé Phương này. À, con Phương về bên đây 2-4 tháng là con với chồng con là quen nhau được bao lâu? Quen lâu chưa? Quên hết trơn luôn rồi. Con không có nhớ chứ hả? Quen trên mạng hay là Phương? Quen trên Facebook nha. Hiền quá, nói chung càng quá. Rồi hôm giờ có nằm mơ thấy chồng không? Nằm mơ thấy chồng hả? Rồi chồng có nói gì với con không? Ban đêm giỡn luôn hả? Rồi hôm con ngủ ở đâu? Ngủ trong đây luôn hả? Là con thấy chồng qua giỡn với con hả? Không nói chuyện với con gì hết hả? Ta kêu con hả? Rồi cô đi đẻ bắt chuối hả? Con đốt nhà chồng đây, đốt nhà này con. Con đốt cho trong đó. Con nói chuyện với chồng đi. Nói em nhớ chồng lắm. Nói không được hả? Thương quá hiền của chú chị. À, của ông Phương là bà vợ của Liêm đó cô chú chị. Cô mỗi bữa cô làm gì? Làm đi bẻ bắt cứ tới ngày không ở nhà đâu. Đi bẻ mướn cho người ta hay là bẻ kiếm mình bán lại? Bán lại. Cũng như là mình đi bẻ trong cái vườn của người ta. Xin ta hả? Ta cho phải không? Rồi bán một ngày lời khoảng 50 ngàn thôi hả? 50 ngàn. Rồi đủ mua đồ ăn, mua gạo không?
2 kg. Ngày được 2 kg hả? Là mua bữa nào ăn bữa đó hả? Rồi chú còn không? Chú còn đi bệnh viện cho anh cả. Cô đó cũng bệnh đó nhờ. Một ngày được 50 ngàn nha. Trời ơi. Cô hiền ha. Thì cô được mấy người con lận? 2 đứa, con nhỏ. Nhỏ là Phương là thứ mấy? Thứ 2. Còn đứa con nhỏ là bao nhiêu tuổi nữa? Được 8 tuổi ha. À. Rồi bình thường em Liêm này là có qua bên nhà cô không? Có. Qua chơi ha. Rồi thấy đi làm á. Đi làm 7 giờ cho em ta đó. Rồi từ lúc mà em Liêm là với con gái của cô là quen nhau đó, là cô có biết không? Biết, chồng nó đi làm sấy cái này, làm thuốc đó. Đi làm thuốc làm hả? Thuốc cái làm quen, ổng đi chơi nhà con. Ừ. Đi như nhà con là nó thấy đó, thấy nhỏ đó. Con nghe nói là hai đứa nó không, cô không có cưới hả? Không có tổng kiếm cưới. Cưới đâu. Không có tiền cưới nha. Cái này nghèo. Cái này nghèo luôn. Nghèo luôn nha. Hai gia đình đều nghèo hết. Rồi thấy hai đứa thương nhau mà mình mới cho ở nhau. Ừ. Nghèo không có tiền cưới. Rồi cô thấy em Liêm này sao? Hiền hay hiền không? Hiền. Hiền nha. Thương. Liêm có nhậu nhạc gì không con? Không. Không. Ít nha. À. Rồi cô hay hồi nào? Cô hay cái sự việc em Liêm xảy ra việc gì đó là cô hay hồi nào? Không biết đâu. Ý là ai cho cô hay á, ai cho cô hay là em Liêm ra đi vậy đó? Bị chặt chân. Bà ở gần đó, ở gần đó. Ở gần đó, đó ha. Ở gần đó. Nó thấy em Liêm đó. Ừ. Đi lên xe đó. Rồi, đi chạy. Cô hết rồi. Rồi cô... Ôi thương Liêm nhiều không? Nhiều. Thương lắm hả? Ở Liêm có qua nhà thăm mẹ, có mua đồ ăn này cho mẹ không? Mua. Mua hả? Cho tiền mua. Cho tiền mua luôn hả? Cho tiền mua ha. Ừ. Mua đồ ăn cho mẹ vợ ha. Cô khóc rồi, cô tính chuyện. Mới mốt là cô phải nuôi thêm một đứa cháu ngoại đó đó. Giờ không có Liêm nữa, cô sẽ người gánh nặng nữa đó nghe. Cô gắng lên nha. Cô khóc rồi. Đó, bây giờ cô phải nuôi thêm được cháu ngoại đó rồi đó. Khóc luôn. Con. Bây giờ là mẹ vợ ở bên đây là túc trực để mà lo đám tiệc cho con rể nè. Nó chỉ vì thương vợ đi hái trái bằng cho vợ ăn mà chặt chân rồi ra đi luôn. Con không có tiền đâu. Không có tiền luôn hả? Ừ, con rể nó không có tiền đâu. Rồi sau này cô nuôi cháu Phương thanh nở rồi cô đi hái bắp chuối sao đủ tiền nuôi cô xin hả? Con đi xin tá. Đâu có nghèo không có tiền đâu. Đấy Phương sau này xanh nó là tốn tiền rất là nhiều. Không biết nữa. Chi phí xanh rồi sữa rất là nhiều thước. Gánh nặng cho cô nó. Không thấy bé Phương là không biết gì hết rồi đó. Phương quá hiền quá khờ luôn. Quá hiền với lại khờ nữa. Không biết gì hết, hỏi không biết gì hết. Sẽ gánh nặng cho bà ngoại đó. Chào cô. Bà phải nghỉ thật sức rồi. Hôm cô có thức ở đây không? Hôm cô lại đây thức để tản niệm. Lại. Dạ. Lại theo đó. Dạ. Hôm giờ cô ngủ được không? Được chút à. Ừ, uống được phải không? Cô ngồi nghỉ đi cô. Cô ngồi nghỉ đi. Đây là mẹ vợ của em Liêm. Nhìn cô rất là hiền với chú chị. Đây nhà của ngoại của cháu Liêm của chú chị. Thì cái ngôi nhà thì rất là nhỏ luôn. Còn nhà của Liêm thì còn tệ hơn nữa. Nhà Liêm còn tệ hơn nữa. Cô chú chị thì tôi có đăng video trước á. Thấy rất là tội luôn. Em thương thì cũng khá là hiền. Không biết gì hết cô chú chị. Thì ở ngày mai
ngày mai thì vào lúc 8 giờ sáng, 8:30 thì sẽ làm lễ động quan cho chú anh chị, và sau đó sẽ đưa em Liêm và em đây là chị Hai nha. Em chào chị Hai nha. Thì thấy vợ của em Liêm á thì cũng thấy khờ đó, thì không biết là chị cái câu chuyện của em Liêm như thế nào á, chị có thể là chia sẻ lại cho ông bà cô chú được rõ hơn không chị Hai? Điện lại kêu đi vợ rước em về em mất vậy đó, đi hai ta vớt lên rồi là bình thường. Là ở nhà là nghe nói là em Liêm với em Phương này hai đứa cũng giỡn hết vui vẻ lắm hả? Hai vợ chồng nó giỡn hoài, ngày nào cũng giỡn vui vẻ. Là trước cái ngày xảy ra sự việc đó thì ở nhà chị Hai có thấy một cái gì đó giống như là cái điềm báo gì không? Em mấy ngày trước thì nằm mơ thấy trên bao thì thấy vậy đó, thấy ta chết đuối mà không biết ai, mà áo đen nữa, rồi nói với không dám nói với chồng, tại chồng nói mình là mình mơ bậy bạ. Thấy sao này hôm qua chồng người ta chồng em ba em điện lại nói em mày chết rồi, đuối nước đi rước em mày về đi, đi rước thấy ta vớt lên rồi mà tươi tắn. Vậy là tính ra là cái giấc chim bao của chị cũng có rồi chồng đi tới chồng em nói cũng nằm mơ thấy vậy nha. Là hai chồng luôn. Dạ, rồi bà ngoại ở trên Sài Gòn nằm mơ thấy có quan tài để trước nhà. Trời ơi. Có nghĩa là cả gia đình đều một cái giấc mơ là giống nhau hết luôn. Rồi bà ngoại cũng không nói nữa, bà ngoại về ngoại khóc nè, nằm về nhìn mặt nó rồi khóc nữa, thấy quan tài mà không biết có ai đợi dắt. Có ai gửi. Đúng rồi, đó là cái điềm báo trước. Vậy là cưng cũng như có gia đình ở riêng hả? Dạ, em có gia đình ở với mẹ chồng, em ba chồng. Rồi hôm qua nay hay tin em Liêm ra đi như vậy là em về để phụ lo cho gia đình, với gia đình ha. Gì con, gì vậy? Dạ. Con mới chỉ vậy. Cái chai nước xịt tim nó lên bọt. Nó bọt. Cho chồng con uống cũng có. Rồi nói thì tự nhiên nó lên bọt. Cái chai nước xịt tim đó. Bên đây nè. Cái này xài cái ga không? Cái ga nó mở từ mở lâu rồi sáng tới giờ rồi nè, bên đây nè. Giờ hình như là nghe lên bọt kìa. Đang lên bọt đó. Chồng con thức uống xịt tim đó con. Thức uống xịt tim đúng không? Uống xịt tim với cà phê sữa đó. Chồng con thích uống xịt tin với trà đào ha. Cho xịt tin đang lên bọt cho chú anh chị ơi. Rồi khuất cái đốt cho hút một hơi một hết điếu rồi. Lửa đỏ lợm luôn, thuốc á. Về tới nhà là mình đốt cho em ơi, hút thuốc đây hút á. Lửa đỏ lợm luôn trong điếu thuốc. Rồi ơi. Một hơi một hết trơn luôn, 3-4 điếu luôn. Hôm qua nãy hả? Dạ. Rồi. Hồi giờ này từ sáng giờ mới cho có một điếu à. Gân ghiền thuốc rồi. Thuốc cho anh điếu nữa, nó uống nó hút giác không à. Xin phép anh đi mua đồ. Rồi. Thấy tội nghiệp bà ngoại quá trời, cô chú nhì ơi. Đây ngồi trong ngốc luôn à. Ngoại ngồi, sao không lên ghế ngồi cô? Ăn cơm chưa? Ăn rồi hả? Lên ghế ngồi đi. Trời ơi, ngồi thấy tội ghê không à. Rồi, thì bên tôi cũng xin tạm dừng video tại đây cô chú chị. Thì ngày mai thì lúc 8:30 sẽ đem thi thể của cháu Liêm về lò hỏa táng để nói chung là cuộc đời của cháu Liêm sẽ hết vào ngày mai cô chú chị. Một lần nữa thì bên tôi cũng xin cảm ơn cô chú chị khán giả xem kênh và chúc cô chú chị được nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt. Rồi bên tôi sẽ cập nhật tiếp video sau.